Quang Đỗ xin chào các bạn nha. Ngày 1 tây tháng 4 là Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh cho toàn quốc là được nghỉ ngơi, tự cách ly, an toàn cách ly. Bây giờ là mình xin giới thiệu là trong cái khu phố 11 là cái đường Đặng Nhân Cử này nè. Các nhà nghỉ đây, các nhà nghỉ là đã đóng cửa tắt đèn nè. Đó như nhà nghỉ Bình Dân nè, nhà nghỉ Hương Thảo nè, đó. Tiếp đến là VIP 92 chưa đóng cửa, 89 đóng cửa, Hồng Hạnh đóng cửa, Mỹ Hạnh chưa đóng cửa, Tina chưa đóng cửa. Như vậy là lát nữa là sẽ có công an là tỉnh Bình Thuận mình phối hợp với công an phường sẽ kiểm tra cái khu phố 11 trên đường Đặng Nhân Ngữ này. Rồi Bình An cũng đóng cửa luôn, tất cả cái con đường này là đóng cửa hết rồi. Rồi VIP 92 đóng cửa. Nói chung là bà con ở đây là cũng tự cách ly, nhưng mà có một số nhà nghỉ là chưa đóng cửa nè. Đây nhà nghỉ Mỹ Hạnh chưa đóng cửa, Quốc Bảo đóng cửa, 79 đóng cửa. Rồi nhà nghỉ Hoa Thi cũng đóng cửa luôn, 77 chưa đóng cửa. Đây là an toàn cách ly của toàn quốc, bà con mình cố gắng thực hiện đi. Rồi Xuân Nghiên đóng cửa luôn, bữa nay Xuân Nghiên là giỏi lắm á. Rồi nói chung là bà con là vì đồng tiền xương máu thôi, nếu không làm thì không coi như là đói. Cho nên là bây giờ là tất cả đều chấp hành luật của Thủ tướng Chính phủ. Rồi bà con ở đây cũng tuân thủ. Có một số nhà thì tại kẹt ăn cơm chưa đóng cửa thôi. Đây, lát nữa là nhà nghỉ 79 con đóng cửa đây, cũng hé cửa. Mình ảnh tắt luôn. Rồi, tắt luôn hết rồi. Tắt đèn là tại ai lấy về á. Rồi, nói chung là Quang Đỗ cũng cho là tỉnh Bình Thuận mình là con đường Đặng Nhân Ngữ, các nhà nghỉ cũng đã thực hiện tốt cái quy trình là an toàn để cách ly, nhưng mà nhà nghỉ Tina chưa đóng cửa. Rồi để mình đi sang qua con đường Đào Duy Anh như thế nào nha. Hồi nãy là con đường Đặng Nhân Ngữ, bây giờ mình sẽ qua con đường Đào Duy Anh. Đây là đi băng qua đường Đặng Thái Thông và xem thử ở bên Đào Duy Anh này, cái khu phố 11, con đường Đặng Nhân Ngữ thì đã đóng cửa tắt đèn hết rồi. Bây giờ Đào Duy Anh là chưa nè. Bây giờ là thông báo là công an tỉnh và phường sẽ phối hợp đi kiểm tra. Cho nên là các anh chị em mình nên tuân thủ, kể nó mình tự cách ly đi, giữ an toàn cho cái làng của mình được. Không có chuyện người ta đi không đi kệ người ta, còn có chuyện của mình. Đó thì Quang Đỗ cũng xin là giới thiệu cho toàn bộ anh chị em mình ở các nơi xa để xem thử cái Bình Thuận mình là chấp hành tốt trong vấn đề an toàn cách ly như thế nào. Để con đường Đặng Nhân Ngữ là đã ổn rồi, nhưng mà con đường Đào Duy Anh thì nói chung là chưa tắt. Đó. Rồi mình cũng ghi lại những hình ảnh để cho là toàn tỉnh Bình Thuận mình để kiểm tra lại cái vấn đề tự cách ly như thế nào. Bây giờ Quang Đỗ mình xin chào nha, và bà con cũng xin đề nghị là để là giúp đỡ cho các hộ, tại vì bây giờ cuộc sống sinh sôi để mà có đồng tiền, đóng tiền thuế nhà nước và sinh sống hàng ngày, thì nói chung là anh em chị em ở đây nhà nghỉ là đều có một cái cuộc sống riêng, để mà có khách thì mới là thu nhập rồi đóng thuế nè, rồi có tiền sinh sống đó. Nhưng mà bây giờ là để xin nhà nước hỗ trợ thì nói chung là nhà nước cũng có hỗ trợ đó, thì bà con cũng an tâm. Rồi xin chào các bạn nha.